2020. Và sau đây chúng tôi trân trọng kính mời ông Tạo cùng hàng triệu người dân thành phố cho một năm mới tốt đẹp hơn. Đường hoa năm nay không chỉ là nơi khoe sắc. Để phân ra. Ông Phạm Huy Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, trưởng ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ 2020. Xin được trân trọng quỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Trân trọng kính mời bà Văn Thị Anh Thư, Phó tổng thống khác sẽ đến ngược từ 3 đến 1 để quý vị thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc đường hoa Tết Canh Tí 2020. Xin mời quý vị cùng chụp hình bán hay gì vậy?